Trong thời gian vừa qua có quá nhiều vụ lùm xùm xung quanh Tịnh Thất Bồng Lai. Ai cũng muốn là một cái người mà biết về sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai cũng như Thiền Am Vũ Trụ. Tuy nhiên thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Chúng ta chả biết vì gì trong trao ổi cả. Khi cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta sẽ hiểu rõ rằng câu chuyện thì Thiền Am, ai đúng ai sai. Hãy ghé kênh Full Game News để xem được những tin tức mới mọi người nhé. Còn bây giờ thì tổng chào tất cả mọi người. Bye bye.